cái bài tập đầu tiên khi mà các bạn thực hiện, các bạn siết cái phần cơ bụng lại, đồng thời đưa hai chân lên vuông góc với sàn, gót chân khi xuống không chạm sàn nha. Khi xuống thì các bạn hít vào, lên thì các bạn thở ra. Ở cái bài tập số 2 là một cái bài tương đối dễ, bạn chỉ cần siết cái phần cơ bụng lại khi thực hiện động tác, đồng thời thở đều nha. Bài thứ 3 cũng là một cái bài không khó nhưng lại vào phần mũi bụng rất nhiều. Siết cái phần cơ bụng, đồng thời đưa hai tay qua hai bên, đồng thời thở đều. Bài thứ 4, đây là một cái bài tương đối khó, nếu bạn thực hiện không đúng thì rất dễ là bị đau lưng dưới ha. Gồng và siết cơ bụng, đồng thời dùng hai tay để chống phần lưng, khi lên á thì thở ra, xuống thì hít vào. Bài thứ 5 cũng là tiếp tục một bài khá dễ, nhịp thở đều, đồng thời dùng cơ liên sườn để đưa phần mông của bạn qua hai bên, nhớ cố định nhịp độ nha. Bài thứ 6 là một cái bài tương đối không dễ cũng không khó. Hai tay chống xuống dưới sàn, đồng thời dùng lưng và cơ bụng để gia cố cái thân người. Nhịp thở đều, có thể nhanh hơn bình thường một chút ha.
Bài thứ 7, bài cuối, bài này thì tương đối dễ. Đưa hai tay ra sau, đồng thời dùng cơ bụng để kéo thân người lên. Khi thực hiện, luôn siết cái phần cơ bụng lại, lên hít và xuống thở. Và nếu mà các bạn đang phân vân không biết là lựa chọn một cái sản phẩm nào để mà các bạn bổ sung carb và protein trước khi mà các bạn luyện tập để mà bạn luyện tập hiệu quả hơn, thì các bạn có thể là đến ngay với hai sản phẩm của mình. Đây các bạn, đây là bột ngũ cốc tăng cân tăng cơ dành cho bạn nào đang gầy mà nhiều mỡ, muốn tăng cân tăng cơ và đốt mỡ ha. Còn đây là soy protein dành cho bạn nào muốn giảm cân tăng cơ ha. Hộp này là 199.000, hộp này là 240.000. Một hộp á, thì các bạn dùng được 30 lần nha các bạn. Mua hàng thì hãy liên hệ ngay cho mình nha các bạn. Rồi, chào các bạn.